Nhân dịp Xuân Mậu Tuất sắp về, hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo năm 2018, hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Đinh Dậu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tặng quà cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công, với mong muốn tất cả mọi người đều được vui hưởng một mùa xuân ấm áp, cũng là để thuận tiện gửi quà đến với bà con. Chư Tôn Đức đã tổ chức chia làm hai đoàn. Đoàn 1 do Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, đã đi đến các xã Bình Phú, Thành Công, Đồng Thạnh, Đồng Sơn thuộc huyện Gò Công Tây và các xã Tân Trung, Long Hưng, Long Thuận thuộc thị xã Gò Công. Đoàn 2 do Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, đi đến các xã Gia Thuận, Kiển Phước, Phước Trung thuộc huyện Gò Công Đông. Trong chuyến tặng quà lần này, đoàn đã gửi tặng 700 phần quà đến bà con, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Tại các điểm đến tặng quà, Chư Tôn Đức trưởng đoàn đã thay mặt cho Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh gửi lời chúc sức khỏe đến bà con, chúc toàn thể bà con hưởng một mùa xuân thật hạnh phúc, năm mới sẽ được nhiều thắng lợi mới, sung túc và an vui hơn. Quý vị đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo Mặt trận huyện Gò Công Đông, kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, thưa 100 bà con có mặt tại xã Kiển Phước sáng hôm nay. Như quý vị cũng vừa nghe giới thiệu về cái mục đích, ý nghĩa gặp gỡ với bà con trong buổi sáng nay, thì những ngày hết Tết đến, chúng ta đang chuẩn bị đón mừng một cái Tết cổ truyền của dân tộc, cảm nhận được sự khó khăn của bà con chúng ta tại xã Kiển Phước, nhất là các hộ nghèo và hộ cận nghèo, thì để thể hiện một chút gì đó gọi là tình cảm thiêng liêng, luôn quan tâm tới bà con đồng bào tại huyện Gò Công Đông, xã Kiển Phước, hôm nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã vận động Tăng Ni và Phật tử tổ chức Tết vì người nghèo năm 2018, mà tổng cộng là chúng tôi vận động được 1.700 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, chia đều cho các huyện thị thành trong tỉnh. Hôm nay đến với xã Kiển Phước, đoàn sẽ gửi đến biếu bà con một phần quà trị giá 300.000 đồng. Lẽ ra cái dự kiến của đoàn đó là 10 ký gạo với 200.000 tiền mặt, nhưng vì cái sự sơ suất của bộ phận kho nên thầy phát hiện trong kho gạo nó có một vài con mọc, vì thế nên là thầy tạm ngưng không phát gạo mà sẽ gửi cho bà con gọi là 300.000 tiền mặt và biếu thêm gạo ha. Lẽ ra là chỉ có 200 tiền mặt và 10 phần gạo, nhưng có sự cố bên gạo, có một vài con mọt trên đó nên thầy biếu thêm bà con phần gạo với bánh, còn tiền mặt vẫn giữ là 300.000 tiền mặt. Đây là cái tình cảm của đoàn gửi đến cho bà con chúng ta, mong rằng bà con nhận cái quà Tết của đoàn, ngưỡng chúc cầu nguyện cho quý vị luôn cuộc sống an lành và vươn lên thoát nghèo, để nuôi dạy con cháu ngoan, học tập tốt, thành công trong xã hội. Chúc bà con an lành, vui xuân. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo xã Kiển Phước đã tạo điều kiện cho đoàn gặp gỡ bà con và phát quà ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Phái đoàn cũng được sự đón tiếp nhiệt tình của đại diện lãnh đạo chánh quyền địa phương. Nhân dịp này, thay mặt đoàn Ban trị sự Phật giáo tỉnh, xin gửi lời chúc mừng năm mới thành công và thuận lợi đến toàn thể quý vị lãnh đạo chánh quyền các cấp.